Hôm nay ngày đầu tháng mùng 1 tháng 9 âm lịch, chúc toàn thể anh em bạn bè trên Facebook một tháng mới suôn sẻ, hạnh phúc, may mắn và bình an nhé. Hôm nay em lại nhận được một cái biển từ trong Đắk Lắk gửi ra. Đố bác biết đây là xe của xe nào nhé. Đây, em nói đây. Không cần phải chờ đợi lâu, một chiếc hổ vồ 4 chân. Em đã quay mấy clip rồi. Hôm nay em bắt đầu lên hình, hoàn thiện 100%. Bây giờ chỉ cần ra lắp biển cái là rửa giấy sạch sẽ là giao vào trong Đắk Lắk cho bác chủ xe thôi. Đây, nhìn cái tên này các bác có thấy quen không? Một idol. Đây, sườn xe em dán thêm mấy cái chữ trang trí cho đẹp, Hyundai Hitachi Dosan. Nhưng thật ra là loại máy nào cũng chở được hết. Đấy, hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng này cho cho em nó lên sóng. Rồi, về kiếm tiền cho bác chủ xe thì ăn ít làm nhiều em nha. Bác nào có nhu cầu đóng xe, nâng đầu chở máy thì liên hệ em nhé. Bên em là xưởng Thành Tâm ở Đông Anh, Hà Nội. Rồi, mùng 1 đầu tháng chúc sức khỏe tất cả bác nhé.